Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường vừa ký ban hành văn bản số 2413 triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc giả soát các kế hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương có trách nhiệm đồng thời giả soát sự phù hợp của dự án theo từng ngành lĩnh vực với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi xem xét chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đối với các dự án có liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì các cơ quan đơn vị và địa phương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến bằng văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch trước khi xem xét chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các vướng mắc bất cập khác nếu có phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu chủ ủy ban nhân dân tỉnh kỳ thời gửi báo cáo đến bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định.